Tùng chuẩn bị leo xuống và cắt cái ngọn nữa bạn. Trường hợp nhất là chỗ cái vùng này nè các bạn, để coi anh Tùng có dục xuống ngay cái vị trí không nha. Wow, đó đó. Cho nó rớt xuống. Chính xác, vô chuồng gà luôn. Cái cây dừa này hơi khó nha các bạn. Nó nằm tròn ở chỗ này. Bây giờ anh Tùng đang leo lên. Các bạn phía trên nó có bạn nào đang thả con diều giấy đó. Đó 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 đó, nó bay đó các bạn thấy không? Không lên. Mình chuẩn bị cắt cây dừa, có cái anh bên kia có cái anh chủ nhà ảnh đem nước cho anh Tùng uống luôn. Chắc mừng lắm á, tại vì biết các bạn biết sao không? Cây dừa này chắc cũng làm phiền nhà cái bên dữ lắm nè. Nó nghiêng qua bả nó rụng xuống á. Chắc sáng đêm ngủ được cũng vì cây dừa này nên thấy anh Tùng cưa mừng đem nước cho uống luôn. Tùng đang chuẩn bị leo lên các bạn. Đó. 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 Đi lên kìa. Ô giời 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 giời, nó bay ra nữa. Ồ. Cây này khó quá bạn, bởi tại vì ba cái lá khô của nó kìa, nó tủa xuống á. Rồi chui vô cái đống lá đó nữa rồi. Cái dừa ngộ thường thường cái bẻ khô của người ta các bạn thì nó rớt xuống chân, còn cái dừa này xong cái bẻ khô nó không rớt xuống. Nó cứ đang ở chảnh hoài cho nên Tùng rất là khó leo lên. Đó các bạn, anh Tùng anh tuôn ba cái lá khô xuống kìa. Quá trời luôn kìa. Ôi ơi, tới giờ mới lúc. Quá trời quả dừa khô rồi. Cháy chút không rồi các bạn ơi. Quá trời bụi luôn rồi. Ô. Ô gớt. Quá gớt gì, lựu đạn nổ. Quá. Quá trời bụi. Wow. Trời ơi, rớt như lựu đạn nổ. Xong tới đó khỏe rồi các bạn. Vượt được qua trước ngày giật rồi. Bây giờ anh Tùng đã lên được tới ngọn rồi. Chiều nay bầu trời cũng rất là đẹp nha các bạn. Cái dừa này, cái trái dừa chút không mà không biết có nước không. Giờ anh Tùng đã lên tới được ngọn rồi, bắt đầu là chuyện máy cưa lên. Ồ, anh Tùng đã đưa được cái máy cưa lên trên này. Cái dừa này như mọi khi nha các bạn, anh Tùng sẽ sạc từ trên xuống dưới. Cắt ngang đọt này nha các bạn, thấy xuống nè. Đó. Chú ở đây nói là cứ dục xuống đại cái chỗ này, cái chỗ này cái chuồng gà dục xuống cho nó hư không sao chứ, mà né cái nhà bên kia.
nó cao hơn tòa nhà của người ta luôn bạn. Tòa nhà bên kia 4 tầng. Chén bát gì trong kia nó bể quá trời rồi. Ồ, nó có còn được buồng dừa kìa. Không biết có nước không. Khô à. Còn một tàu nữa là xong rồi. Đó. Bây giờ anh Tùng sẽ leo xuống và chơi một cái chiêu gọi là thế võ vô phi nam, kẹp ngang cổ. Anh Tùng chuẩn bị leo xuống và cắt cái ngọn nữa bạn. Hợp nhất là chỗ cái vị này nè các bạn, để coi anh Tùng có được xuống ngay cái vị trí không nha. Wow, hơn đó đó. Cho nó rớt xuống. Vô chuồng gà luôn. Chiều rồi các bạn, Tùng rất là mệt rồi. Hiện giờ hơn 5 giờ chiều. Nguyên một ngày nay anh Tùng cưa 3 cây dừa với một cây sa kê với một cây móng ngựa. Còn một hai đoạn nữa là xong các bạn. Cái dừa này nó quá bự nên anh Tùng méo cái vỏ nó mới tới. Cái dừa khúc nó quá bự. Wow. Chắc đoạn khúc nó xong rồi. Rồi xong. Rồi quý vị các bạn thân mến, thì hành trình của Vũ Chiến đi theo anh Tùng đi lên chỗ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo của anh Tùng nha. Tạm biệt các bạn.